Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký nhận được 10.000 won. Cứ khoảng được tính 10.000 won này nó tính qua top cần là top cần xanh nha tất cả anh em. Hiện tại top cần này đã list trên một cái sàn là Bobit. Đây thì mình chép thông tin dự án cho tất cả các bạn xem nha tất cả các bạn. Hiện tại trên đồng Bobit thì nó sẽ list qua giao dịch qua top cần xanh này qua cặp USDT và cặp KRS, KRQ, KRW nha tất cả anh em. Đây thì mình hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký một cái tài khoản nha để nhận được top cần xanh này nha anh em. Rồi anh em bấm vào nút đăng ký nè. Đây thì theo thông tin dự án thì tất cả anh em mở được một lượt ghép có thể rút luôn. Cam coi mình nó mới gỡ về ai ghép cho mình nên mình làm luôn, mình chưa test thử nha. Rồi đầu tiên thì fit name tên họ, rồi các bạn bắt địa chỉ email, rồi các bạn nhập mật khẩu nha các bạn. Rồi các bạn nhập vào tôi chấp nhận được ý rồi bấm nút đăng ký nha các bạn. Đây thì mình để mất thời gian các bạn, mình tạm dừng video nha các bạn. Rồi sau khi tất cả các bạn bấm nút đăng ký rồi các bạn vào mail config mail nha tất cả các bạn, verify mail jet wallet don. Rồi các bạn mở mail ra nè, nó gửi về mình có mail rất là mau luôn các bạn. Rồi các bạn chờ chút nha. Rồi các bạn vào đây các bạn bấm vào một config nha các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút nha các bạn. Giờ con này làm ai góp không thấy về chân các bạn ơi. Giờ làm ai góp giờ nãy có những dự án nào mà đang giá rất là cao, khi top cần về thì giá rất là bèo người ta các bạn. Tại vì mình làm đây thì mình làm chơi vui tất cả thôi, chứ chủ yếu mình là đầu tư. Đây là một cái trang thương mại điện tử thôi tất cả anh em ơi. Đây là trang thương mại điện tử mua sắm thôi, rồi các bạn nhấp vào ba chỗ gạch nè. Rồi các bạn bấm vào nút ví tiền để mình coi mình có nhận được top cần không tất cả anh em. Wallet. Ví tiền nè. À mình đã nhận được 10.000 top cần won nha tất cả anh em. Để mình 10.000 top cần won này là được tính là 10.000 ký hiệu là top cần xanh nha tất cả, là 154 top cần xanh nè. Rồi các bạn vào một quýt giao nha tất cả anh em. Anh em nữa có rút tiền thì bấm vào một rút tiền nè, rất là đơn giản luôn. Tất cả anh em bấm vào một rút tiền nè, rút tiền hoàn tiền nè. Rồi đây thì nó cho mình rút qua BTC luôn nè, top cần xanh thăng bằng. Tối thiểu là min rút nó là 231 tốc cần xanh, 231.839 tốc cần xanh. Đây thì mình được 10.000 nè. Mỗi một lượt giới thiệu 10.000 đó các bạn phải giới thiệu từ 2 người nha các bạn. Các bạn nào mà muốn không giới thiệu được ghép thì nên dùng nhờ một người bạn và kiếm một cái máy chép nha tất cả các bạn. Chứ đừng chép một máy nó bắt IP à. Trên điện thoại thì rất là khó chép. Phan các bạn. Các bạn múc vào quýt giao nè. Chừng nào xong các bạn muốn nhấp vào này một quýt giao nha các bạn. Rồi các bạn dùng địa chỉ ví xanh. Bây giờ nhập địa chỉ. Địa chỉ ví xanh này các bạn vào ví chút wallet nha các bạn. Nó chạy trên nền tảng LC20. Các bạn vào ví chút wallet cập nhật cái top cần xanh này nha các bạn. Rồi nhập số tiền vào, các bạn bấm vào. Nhập vào số tiền đây nè các bạn. Nhập địa chỉ ví xanh đây nè. Rồi các bạn lưu. Rồi bấm nút tiếp tục như là rút tiền tất cả các bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn. Sợ sau này mình không có đủ minh rút nên mình không có làm cái video hướng dẫn thật các bạn rút tiền được, nên mình dẫn trước cho các bạn vào dưới chút wallet nè. Tất cả các bạn vào dưới chút wallet, bấm vào một chỗ cộng như này nè các bạn. Các bạn tìm kiếm tôi cần xanh nha các bạn. Sợ ANK chúng ta hồi nãy nè các bạn, tôi cần xanh này nè các bạn. A chạy tặng xanh nè, rồi các bạn nhấp vào. Rồi các bạn để cho nó miễn giá ta. Tại cái tóc cần này chưa lết trên Coco nên nó không có hiện giá nha tất cả các bạn. Chứ hiện tại ơi này giá nè các bạn. Giá là 0.0518. Giá khá là cao các bạn. Các bạn cố gắng làm các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.